Vậy là mùa vải cũng đã tới rồi, hôm nay mọi người cùng làm vải ngâm đường với Tú nha. Bữa nay không đợi mấy vàng kêu nữa, gặp mấy trái vải ngoài chợ là tôi đem về liền luôn, tại vì tôi biết trước sau gì bà vàng mới cũng đòi hả. Hồi năm ngoái tôi làm hai keo luôn đó mà bà vàng mới cũng quất sạch rồi. Cái vải này tôi rửa sạch với nước muối, sau đó thì bỏ vào trong cái nồi nước đang sôi, trụng khoảng 5 phút á tôi vớt ra một cái thau nước lạnh, đợi cho nó nguội thì tôi bắt đầu lột vỏ ra. Đây là cách mà tôi lấy hạt ra khỏi thịt vải mà không bị nát, là tôi dùng cái kéo và kéo cái hạt nó ra như thế này nè. Làm thì dễ mà rất là tiện lợi luôn. Nếu bạn nào muốn trái vải nó tròn đẹp và không bị rách thịt á thì thử theo cách của Tú nha. Tôi dùng nửa ký đường và nửa lít nước, nhưng mà tôi muốn tạo ra cái màu caramel nên tôi dùng một ít đường và một ít nước. Đến khi mà cái màu nó vàng đẹp rồi thì tôi cho hết tất cả các đường và nước vào luôn. Sau khi đường tan hết rồi thì tôi bắt đầu cho nước cốt chanh vào. Vậy là mình chỉ cần tắt bếp và đợi cho nước nó nguội thôi. Thời gian đó thì tôi sắp xếp mấy trái vải vào trong cái keo nè. Giờ thì nước nguội rồi, tôi sẽ đổ vào trong keo. Trời ơi, mọi người coi kìa, nhìn cái màu nó đẹp ghê luôn ha. Bây giờ mọi người chỉ cần việc bảo quản vào trong ngăn mát tủ lạnh nữa là xong rồi nè. Hôm nào trời nóng được có pha một ly nước uống đã lắm luôn. Nếu mà bạn nào có đường phèn nữa thì rất là tốt. Nhưng mà mọi người lưu ý là ăn vải này nhiều quá sẽ bị nóng trong người đó nha. Tại tôi làm cho mọi người coi nên là lấy ra sốt, chứ sau 2 ngày thì mọi người lấy ra uống là ngon lắm luôn. Đúng rồi, mọi người uống trà giải với Tú nha. Ở nhà tôi hết ra bạc hà với húng lũi rồi mọi người ơi. Đi ra bước đẩy gọng rau má đi trang trí cái ly nè. Mọi người xem cái trái vải nó to ghê không, ăn tới đâu là mọng nước tới đó luôn, quá là đã. Thôi bây giờ bye bye mọi người nha.